Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đã bước sang những ngày đầu của tiết khí lập hạ và thời tiết cũng có những thay đổi rõ rệt. Những cơn mưa giảm đi, trời nắng nhiều trở lại, đi cùng là bầu không khí oi bức bao trùm nhiều tỉnh thành, khi nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 30-33 độ. Mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi về chiều tối tại khu vực vùng núi. Theo dự báo thì tình trạng oi bức còn kéo dài từ ngày 8 tháng 5 do chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam dãy áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây nên nắng nóng sẽ xuất hiện và gia tăng. Nhiều điểm vượt ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt độ có thể trên ngưỡng 35 độ. Đợt nắng nóng này được nhận định sẽ kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5. Cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ, do sốc nhiệt đối với những người tiếp xúc lâu ngoài trời, tiếp xúc với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra thì trước diễn biến của dịch COVID-19 và đợt nắng nóng sắp tới, quý vị chú ý để đảm bảo sức khỏe. Cùng chung xu thế nắng ráo với các tỉnh thành miền Bắc, tại Trung Bộ thì trời có nắng từ sớm và kéo dài đến chiều muộn, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ ở phía Bắc với cao nhất ngày trên ngưỡng 30 độ. Đến chiều tối thì mưa có khả năng xuất hiện ở một vài nơi ở khu vực ven biển Nam Trung Bộ. Tuy nhiên thời gian mưa ngắn và lượng không lớn. Cũng từ ngày 9 tháng 5, với sự phát triển và mở rộng của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng sẽ xuất hiện và gia tăng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 35-37 độ. Một số nơi thuộc vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ còn vượt ngưỡng 37 độ. Trước khả năng nắng nóng quay trở lại, đi kèm với đó là độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên người dân trên khu vực cần hết sức lưu ý, phòng tránh nguy cơ xảy ra cháy nổ trên địa bàn, đặc biệt là ở cánh rừng phía Tây các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ. Tình trạng oi bức vào trưa chiều cũng xuất hiện ở các tỉnh thành thuộc phía Nam bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ. Khi tại đây trời có nắng từ sớm, nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 31-34 độ và tại Nam Bộ là từ 32-35 độ, có nơi cao hơn. Đến chiều tối, những cơn mưa dông có khả năng lặp lại do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển. Tuy nhiên, mưa có xu hướng giảm đi cả về diện và lượng. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam sáng có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.
khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.